dịch với Huawei sau khoảng 2 tuần tới. Theo Reuters, Mỹ có thể phê chuẩn các giấy phép cho việc giao dịch với Huawei trong khoảng từ 2 đến 4 tuần nữa. Đây là một nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy quá trình đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc. Trước đó, sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công ty Mỹ có thể được phép bán sản phẩm cho Huawei. Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ, ông Wilbur Ross, giấy phép sẽ được cấp nếu không có mối đe dọa đối với an ninh quốc gia từ các hợp đồng được ký kết dù chưa rõ định nghĩa về việc thế nào là mối đe dọa an ninh quốc gia. Hai công ty sản xuất chip của Mỹ, đồng thời là nguồn cung ứng cho Huawei nói với Reuters rằng, họ sẽ xin giấy phép sau lời mở lòng của Bộ trưởng Thương mại Mỹ. Nguồn tin từ Reuters cũng cho biết, trong số 70 tỷ đô la Mỹ mà Huawei đã chi cho việc mua linh kiện trong năm 2018, khoảng 11 tỷ đô la Mỹ trong số đó được chuyển tới các công ty Mỹ như Qualcomm, Intel hay Micron Technology. Trước thông tin này, một phát ngôn viên của Huawei mới đây đã cho rằng, bản danh sách hạn chế cần phải được loại bỏ hoàn toàn thay vì việc các công ty chỉ có thể làm ăn với huawei nếu như được cấp phép hiện tại các công ty mỹ có thể bán sản phẩm để duy trì mạng lưới hiện có cũng như cập nhật phần mềm cho các thiết bị của huawei một vài nhà sản xuất không cần lệnh cấp phép để bán hàng cho huawei bởi sản phẩm của họ được sản xuất ở nước ngoài và sử dụng rất ít linh kiện mỹ tuy vậy việc lọt vào danh sách đen khiến các doanh nghiệp mỹ không thể bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ mới nhất do họ sản xuất các quan chức mỹ cũng không ngừng nhắc nhở về việc huawei vẫn còn nằm trong danh sách giới hạn và việc nới lỏng chỉ là tạm thời trong một động thái khác ngành công nghiệp bán dẫn hoa kỳ đang vận động hành lang nhằm nới lỏng lệnh cấm đối với huawei họ cho rằng chính phủ mỹ nên nâng khả năng đảm bảo an ninh của mình theo cách không gây ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp với việc cấp phép nhiều doanh nghiệp mỹ tin rằng sẽ không có một tiêu chuẩn chung và các giấy phép này sẽ được phê duyệt dựa trên từng trường hợp cụ thể một phát ngôn viên của bộ thương mại mỹ cho biết cơ quan này hiện đang đánh giá tất cả các giấy phép dựa trên lợi ích lớn nhất dành cho an ninh quốc gia